Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 197. Ở cuối tập trước, sau khi La Phong đến khu Ngọc Tinh, đang gặp đại ca mình Hồng tại nhà hàng, thì trong phủ Ngân Tuyết Hầu ở Thiên Mậu Thành, một trong 108 đại thành ở khu Ngọc Tinh. Ngân Tuyết Hầu cơ Thiên Mậu ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc có căn cơ cực kỳ sâu. Với tư cách là một trong 300 vương hầu. Năm đó sau khi tinh cầu nhân tạo khổng lồ khu Ngọc Tinh được kiến tạo, đã có một thành phố đặt tên là Thiên Mậu. Hơn nữa, thành phố Thiên Mậu Thành này cũng do Ngân Tuyết Hầu phủ chịu trách nhiệm quản lý. Về quyền thế, nó vượt xa thánh địa thần chủ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Trong phủ Ngân Tuyết Hầu, chủ nhân, một nam tử gầy gò, da màu đỏ sậm, hai tai đầy, có một con ngươi màu xanh biếc nằm mọc cung kính tâu. Hồng rốt cục cũng ly khai phủ đệ Bạc Thiêm gia tộc, đi tới một nhà hàng ở Bảo Điển Thành, nhà hàng Thần Tinh tiếp khách rồi. Tiểu tử đó rốt cục cũng ra ngoài rồi. Một nam tử mặc trường bào hoa lệ có viền bạc đang ngồi trên ghế cao. Nam tử đó có tóc dài màu đen, mặt trắng, đôi mắt thoáng ánh lên ngân quang màu đen. Nhìn bên ngoài, hắn rất giống với người Hoa Hạ địa cầu, chỉ là khí thế tự nhiên hiển thị một người ở địa vị cao. Chủ nhân. Nam tử gầy gò da đỏ sậm nhìn chủ nhân trước mắt. Gia tộc Cơ Thị là một gia tộc tồn tại cổ xưa trên ức năm, vô số kể con nối dõi. Thân là huyết mạch gia tộc Cơ Thị cũng không có gì để mà đáng kiêu ngạo. Nguyên nhân chính là vì gia tộc này thật sự quá khổng lồ. Do đó muốn xuất đầu là vô cùng khó khăn. Tất cả phải nhìn vào năng lực cá nhân, còn chủ nhân Cơ Lam Đăng từ bé cũng đã rất cố gắng, thiên phú cũng không tệ, cuối cùng cũng trở thành một cường giả cấp vũ trụ. Có thể trở thành cấp vũ trụ tại gia tộc Cơ Thị tự nhiên là được trọng dụng rồi. Nhưng tại gia tộc Cơ Thị khổng lồ, Cơ Lam Đăng vẫn chỉ là tầng dưới chót. Dù sao còn có rất nhiều vực chủ, giới chủ trong gia tộc, cấp vũ trụ càng nhiều tới khiếp người. Vốn Cơ Lam Đăng chỉ lặng lẽ như vậy cả đời. Nhưng một lần tùy ý sủng ái một thị nữ, có một đứa con gái tên là Cơ Thanh, thì vận mệnh của Cơ Lam Đăng nhất thời thay đổi. Con gái hắn Cơ Thanh từ bé đã triển lộ ra một thiên phú kinh người. Trưởng thành với tốc độ nhanh chóng không tưởng tượng nổi, được tổng bộ gia tộc Cơ Thị xem là trọng điểm chú ý, bồi dưỡng. Sau đó nàng được Liên minh Dòng binh Vũ trụ thu nạp làm một thành viên hạch tâm. Thành viên hạch tâm ngũ đại thế lực trong nhân loại vũ trụ. Đó đều là những siêu thiên tài. Vô số năm qua, gia tộc Cơ Thị mặc dù cũng bồi dưỡng ra vài người được thu nạp làm thành viên hạch tâm ngũ đại thế lực, nhưng họ đều không phải là huyết mạch của gia tộc Cơ Thị, mà chỉ là những thiên tài sinh ra trong lãnh địa gia tộc Tuyết Cương Tinh Vực mà thôi. Còn Cơ Thanh chính là người duy nhất trong vô số năm qua được thu nạp trở thành thiên tài tuyệt thế của ngũ đại thế lực. Đến cả tộc tổ gia tộc Cơ Thị, tộc trưởng đời thứ nhất Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng cũng hơi khiếp sợ. Nhờ đó địa vị của Cơ Thanh trong ai tộc lập tức tăng vọt. Có thể nói bên trong tộc cũng được xếp hạng là một đại nhân vật top 10. Đến cả đám giới chủ cũng không dám bừa bãi với Cơ Thanh. Địa vị con tăng vọt thì Cơ Lam Đăng là cha, nên địa vị hắn đương nhiên cũng nước nổi thuyền lên. Hắn được phân công quản lý hơn 10 tinh hệ trong Tuyết Cương Tinh Vực của lãnh địa gia tộc. Nhất thời đã trở thành nhân vật quan trọng trong gia tộc Cơ Thị. Không ngờ ta vắng mặt ở khu Ngọc Tinh, mấy năm nay Tiểu Thanh lại thích một tên gia hỏa ở một tinh cầu nhà quê hoang vu. Bất luận là ai mà ngăn trở tiền đồ của Tiểu Thanh, ta là người làm cha cũng phải giúp Tiểu Thanh giải quyết. Đôi mắt Cơ Lam Đăng lóe lên chút lệ mang. Biết việc con gái, Cơ Lam Đăng lập tức đáp phi thuyền vũ trụ chạy về khu Ngọc Tinh. Nhưng mấy ngày này Hồng luôn đứng trong phủ đệ gia tộc Bạc Thiêm. Còn gia tộc Bạc Thiêm, dù sao cũng là gia tộc thần linh bất hủ. Có lẽ Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng cao cao tại thượng có thể khinh thường, nhưng những người khác trong gia tộc Cơ Thị cũng không dám bất kính. Thần linh bất hủ, cuối cùng cũng là thần linh bất hủ. Do đó Cơ Lam Đăng luôn không có cách nào đi gặp Hồng, nhưng bây giờ rốt cục cũng tìm được cơ hội rồi. Cơ Thanh là con gái bảo bối của hắn, cũng là chỗ dựa tiến thân của Cơ Lam Đăng. Hắn sở dĩ từ tầng dưới chót của gia tộc đi đến mức này cũng là nhờ có con gái. Một khi con gái bị ảnh hưởng, quyền lực, địa vị của bây giờ hắn e rằng cũng phải biến mất. Tuyệt không cho phép, Cơ Lam Đăng hai đấm nắm chặt. Cho người dẫn đường, ta muốn đi nhà hàng thần tinh. Cơ Lam Đăng hạ lệnh. Dạ, chủ nhân. Nam tử da màu đỏ sậm gầy yếu nằm mọp nói. Phòng riêng lầu 3 nhà hàng thần tinh. La Phong đang cùng đại ca Hồng trò chuyện, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Hả? La Phong nhíu mày. Vào đi. Hồng cũng nhìn về phía cửa. Cửa tự động đẩy ra. Một nhân viên phục vụ cung kính nam giới thân hình cao lớn tuấn mỹ hành lễ. Dưới lầu có người muốn vào gặp người. Gặp ai? La Phong nghi hoặc. Nói là muốn gặp nam tử tên là Hồng. Nhân viên phục vụ cảm giác thấy trong căn phòng riêng này mấy người này có uy áp nhàn nhạt tự nhiên, không khỏi nói với vẻ rất khiêm tốn. Đây là thế giới thật. Một khi chọc giận một tồn tại nào có địa vị, e rằng hắn cũng bỏ mạng luôn. Đại ca, gặp người đó. La Phong cười nhìn Hồng. Hả? Hồng nhìn nhân viên phục vụ. Cho hắn vào đi. Vâng,
Nhân viên phục vụ lúc này mới cung kính ra ngoài. Ai muốn gặp ta nhỉ? Ta không biết nhiều người ở khung Ngọc Tinh lắm đâu. Hồng nghi hoặc lắc đầu. La Phong cười ha hả nói. Đã có thể nói thẳng ra tên của ngươi, e rằng cũng rất quen thuộc với ngươi đó, không biết chừng. Có thể là Cơ Thanh cô nương kia. Cơ Thanh. Hồng hơi chớp mắt. Đột nhiên tiếng bước chân trên thang lầu vang lên, thanh âm hơi trầm thấp. Hai người La Phong, Hồng đều nhìn ra ngoài cửa. Điện hạ, người đang tới là một cấp vũ trụ bậc 9 và một vực chủ bậc 9, không một chút uy hiếp nào. Nam tử đầu chọc hắc bào Địch Luân ngồi một bên, hơi nheo mắt, truyền âm cho La Phong. Hả? La Phong khẽ gật đầu. Ngoài cửa rốt cục xuất hiện một thân ảnh, đó là hai nam nhân. Trong đó, nam nhân thực lực cấp vũ trụ bậc 9 có tóc đen, mặt vuông, da có vẻ trắng trẻo, không khác gì nhiều người hoa hạ địa cầu. Còn nam nhân giới chủ thì có hình thể cao lớn một chút, da ánh lên màu tím. Móng tay có vẻ hơi dài, như những thanh chủy thủ sắc bén, đôi mắt cũng ánh lên một màu tím biếc. Từ cách hai người đi lại, vực chủ bậc 9 hẳn là một bảo vệ. Xin chào, Hồng. Nam tử mặt vuông nhìn về phía Hồng. Ngươi là? Hồng nghi hoặc nhìn nam tử mặt vuông. Tự giới thiệu một chút, ta là cha của Cơ Thanh, Cơ Lam Đăng. Nam tử mặt vuông nói. La Phong nhướng mày một cái. Cha Cơ Thanh xuất hiện rồi. Xem ra, đại ca mình lúc trước giờ còn chưa gặp cha Cơ Thanh. Hồng vội lập tức đứng lên. Cơ tiên sinh. Ta vừa biết việc giữa ngươi và Cơ Thanh, liền lập tức từ Tuyết Cương Tinh vực chạy về khu Ngọc Tinh. Đôi mắt Cơ Lam Đăng nhìn thẳng vào Hồng. Chỉ là mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở gia tộc của Bạc Thiêm, ta cũng không tiện quấy rầy. Hôm nay ta tới đây cũng không có chút ác ý nào, thuần túy chỉ là tới với thân phận cha của Cơ Thanh. Ta hiểu. Hồng gật đầu nghe. Ngươi rất xuất sắc. Cơ Lam Đăng nhìn Hồng. Nghe nói ngươi biểu hiện rất tốt ở thiên tài chiến nội bộ tại Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Mặc dù không được công ty vũ trụ giả định thu nạp, nhưng không thể phủ nhận, ngươi là một thanh niên rất ưu tú. Hồng nghe. Cơ Lam Đăng than nhẹ một tiếng. Ngươi và con gái ta vẫn khác nhau. Con gái ta sống tại gia tộc Cơ Thị, một gia tộc còn mạnh hơn gấp trăm lần cả hoàng tộc Hắc Long Sơn Tinh vực các ngươi. Ngươi là một người độc hành, vẫn theo sư phụ ngươi lưu lạc, không có gì lo lắng, không có áp lực gì. Cơ Lam Đăng thở dài nói. Nhưng con gái ta sống trong gia tộc Cơ Thị, áp lực cạnh tranh trong gia tộc rất lớn. Trong gia tộc Cơ Thị, một khi không cẩn thận mà ngã xuống, sẽ bị ngàn vạn người khác giẫm dưới chân. Ngươi hiểu việc này chứ? Ta biết. Hồng gật đầu. Đấu tranh nội bộ hoàng tộc rất thảm liệt. Còn một siêu gia tộc trong vũ trụ như gia tộc Cơ Thị thì cạnh tranh nội bộ càng thảm liệt hơn nữa. Do đó, con gái ta Cơ Thanh không thể đi nhầm đường. Một khi đi nhầm, sẽ bị vạn kiếp bất phục. Cơ Lam Đăng nhìn Hồng. Còn việc giữa nó với ngươi đã làm cho tộc tổ gia tộc Cơ Thị ta tức giận. Tộc tổ tức giận, cả gia tộc đều thấp thỏm lo âu. Do đó, hy vọng ngươi tha cho Cơ Thanh đi, rời xa nó, đừng dây dưa, liên lạc gì với nó. Cơ Lam Đăng thấp giọng. Đừng có gặp mặt nói chuyện với nó trong mạng vũ trụ giả định nữa, cũng sớm ly khai khu Ngọc Tinh này. Ta hy vọng ngươi có thể biến mất khỏi thế giới của nó. Chỉ cần ngươi biến mất, nó sẽ vẫn là hài tử sủng ái nhất của tộc tổ. Nếu ngươi tiếp tục dây dưa, sau này sẽ làm cho Cơ Thanh lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cơ Lam Đăng nhìn Hồng. Hồng trầm tư. Két két, Hồng được cái bàn che đi nắm tay đang nắm chặt cứng của hắn. Nắm tay trắng bệch, sắc mặt cũng thoáng hơi khó coi. La Phong cau mày. Ta lấy thân phận một người cha, thỉnh cầu ngươi buông tha cho con gái ta Cơ Thanh đi. Tin rằng ngươi cũng hy vọng nó có một tương lai tốt đẹp, đúng không? Cơ Lam Đăng nhìn Hồng. Hồng đứng đó. Ta hiểu. Hồng khẽ gật đầu. Ta hy vọng có thể nhận được tin ngươi ly khai khu Ngọc Tinh sớm. Như vậy, ta sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Cơ Lam Đăng cúi người cảm tạ. Nói xong liền xoay người dẫn tên bảo vệ dưới trướng đi luôn. Từ đầu tới đuôi Cơ Lam Đăng căn bản là không hề chú ý tới La Phong, cũng không chú ý tới thần linh bất hủ Địch Luân. Khi một thần linh bất hủ không muốn bộc lộ thân phận, Cơ Lam Đăng và bảo vệ của hắn chỉ với chút thực lực như thế này làm sao có thể phát hiện ra được. Bên trong nhà hàng, một khoảng im lặng. Hồng luôn luôn khống chế mình, sắc mặt đột nhiên hơi tái nhợt, lập tức lắc đầu cười khổ. Lão Tam, có tức cười không? Hồng nhìn La Phong. Không có gì buồn cười. La Phong lắc đầu. Hồng lắc đầu. Hồng xem việc này rất thấu triệt, do đó mặc dù cha Cơ Thanh có vẻ rất khách khí. Nhưng những ý ẩn chứa sau lưng lời thoại đó thì Hồng tự nhiên cũng có thể liếc mắt đã có thể nhìn ra. Cha Cơ Thanh hiển nhiên trong lòng ghét Hồng vô cùng, ước gì Hồng sớm ly khai khu Ngọc Tinh một chút, sớm một chút biến mất khỏi thế giới của Cơ Thanh. Bị cha của nữ tử mình yêu ác cảm như vậy, trong lòng Hồng cũng rất khó chịu. Đại ca. La Phong vỗ vỗ vai Hồng. Ta không sao đâu. Hồng lắc đầu. La Phong không khỏi nhíu mày.
Ngân Tuyết Hầu rốt cuộc có chuyện gì thế? Cho dù là một siêu thiên tài, chẳng lẽ không cho phép yêu đương à? Phải xem lý do tại sao mới được. Cùng ngày, La Phong tiễn Hồng về phủ đệ Bạc Thiêm gia tộc. Hồng còn nhắc nhở La Phong. Lão Tam, việc này ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ rốt cuộc là tình huống nào thôi, ngàn vạn lần không được làm sàng bậy. Nếu thật sự tạo thành thương tổn với Cơ Thanh thì ta đây. Đại ca, ta biết điểm này. La Phong gật đầu. Đây là cũng là lý do vì sao La Phong luôn luôn không chủ động bộc lộ thân phận. Cơ Lam Đăng vừa tới, La Phong lập tức hơi thay đổi cơ mặt, phòng ngừa Cơ Lam Đăng nhận ra mình. Bất luận như thế nào, bây giờ còn không phải lúc lộ mặt thật nói chuyện với Ngân Tuyết Hầu. Việc của đại ca, La Phong cũng không dám sốt ruột làm sàng bậy. Có biết bao nhiêu ví dụ về thảm họa do hảo tâm giúp đỡ. Thời gian trôi qua, La Phong mặc dù đi tới khu Ngọc Tinh, nhưng vẫn luôn sống tại Yến Sơn Trang Viên, ngâm mình trong khoang dinh dưỡng. Còn chưa đi sao? Hồng, vẫn luôn ở lại Bạc Thiêm gia tộc sao? Cơ Lam Đăng bên trong đại sảnh, qua lại đi lại. Thanh niên này cũng là một thiên tài rất xuất sắc trong thiên tài chiến giữa các quốc gia vũ trụ, loại thiên tài này lòng tự trọng hẳn là rất mạnh. Bất luận là vì tự tôn hay là vì tình yêu, những lời của ta cũng hẳn là phải làm cho hắn sớm ly khai mới đúng. Chủ nhân, hắn thật sự vẫn luôn ở trong Bạc Thiêm gia tộc. Nam tử gầy yếu da màu đỏ sậm nằm mọc cung kính nói. Khốn khiếp. Đôi mắt Cơ Lam Đăng như muốn tóe lửa, hắn thật sự muốn giết Hồng ngay. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đến cả tộc tổ Ngân Tuyết Hầu cũng chưa từng phái người động thủ, vậy người dưới trướng cũng không có ai dám tự tác chủ trương. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Trong khi Cơ Lam Đăng chờ đợi lo lắng, Hồng vẫn luôn luôn đứng trong Bạc Thiêm gia tộc, căn bản ra khỏi cánh cổng, làm Cơ Lam Đăng giận tới mức ngứa răng. Còn thời gian này, La Phong cũng lặng lẽ ở lại trong Yến Sơn Trang Viên. Yến Sơn Trang Viên, trong tĩnh thất lầu chính. Một khoang dinh dưỡng đang bày trong tĩnh thất. Một dây leo đẹp tuyệt ẩn chứa nhiều loại sắc thái đang tràn ngập cả tĩnh thất. Trong những nhánh chủ dài răng rạc và lá cây thoáng có lóe ra những tia lưu quang, tất cả cành lá cây mây dài này đều đang lặng lẽ phát sinh một vài biến hóa. Màu sắc, bộ dáng đều không ngừng biến hóa. Điện hạ. Thanh âm địch luân xuyên thẳng qua vách tường, vang vọng trong tĩnh thất. Cửa khoang dinh dưỡng tự động mở ra. Một nam tử tóc đen trần truồng, vóc người tỷ lệ gần như tuyệt đối hoàn mỹ từ trong dịch dinh dưỡng lạnh giá chân quý đứng dậy, đồng thời ngoài thân tràn ngập một tầng chiến y thiếp thân màu xanh. Đây là chiến y nguyên lực bậc 4 của La Phong, vừa được người của công ty vũ trụ giả định đưa tới. Loại vật phẩm này, công ty vũ trụ giả định cung cấp miễn phí cho thành viên hạch tâm. Những dây leo bên cạnh tràn ngập rải rác cả vách tường tĩnh thất, đột nhiên có rất nhiều dây nhanh chóng cuốn tới, quấn quanh trên cánh tay La Phong. Ma Vân. La Phong sờ sờ vào dây leo, cười nói. Mấy ngày này ngươi cũng chậm chậm tiến hóa, đợi sau khi tiến hóa xong, sẽ cùng chiến đấu với ta cũng không muộn. Nhất thời một cây dây leo khẽ rủ xuống, tựa như gật đầu. Đồng thời về ý thức, nó cũng chuyển đến tình cảm không muốn xa rời nồng đậm của Ma Vân Đằng. Đó là cảm tình của hài tử không muốn xa cha mẹ. Ha ha, nhanh thôi, còn có 2 tháng nữa là ngươi có thể lột xác thành công rồi. La Phong trong mặc chiến y màu xanh, bên ngoài mặc áo giáp màu bạc, đẩy cửa tĩnh thất ra, đi ra ngoài. Điện hạ. Địch Luân đứng cạnh cửa khẽ cúi người, nói với vẻ tươi cười. Chúc mừng điện hạ, đạt tới vực chủ cấp 8. Cách bậc 9 một chút. La Phong cười. Vì từ vực chủ bậc 1 tới bậc 9, càng về sau càng cần đến năng lượng tích xúc nhiều hơn. Đặc biệt là 3 cấp cuối cùng càng nhiều nhất. La Phong muốn tới vực chủ bậc 9 đỉnh cao, theo lý thuyết cần chừng 6 tháng. Bây giờ đã 4 tháng rồi, theo đánh giá còn thiếu 2 tháng nữa. Điện hạ, người của công ty vũ trụ giả định đang ở dưới lầu. Địch Luân nói. Đi thôi. La Phong gật đầu, chẳng mấy chốc đã đi tới phòng khách lầu chính lầu 1. 3 người mặc bạch bào đang đứng đó. Khi thấy La Phong, Địch Luân xuống lầu, 3 người mặc bạch bào đó đồng thời cung kính cong người hành lễ. Điện hạ. Ha ha, gặp các ngươi quả là làm cho người ta vui vẻ. Trong mắt La Phong có vẻ hơi chờ mong. Phi thuyền vũ trụ của ta đã sửa chữa cải tạo xong rồi à? Đúng thế, điện hạ. Lão giả mặc bạch bào dẫn đầu có vẻ áy náy nói. Lần này chủ yếu là do việc cải tạo đã mất một chút thời gian, do đó bây giờ mới đưa đến, xin điện hạ thứ lỗi. Không sao đâu, đi thôi, đi xuống kho ngầm. La Phong có vẻ không nhịn được nữa. Để ta nhìn nó một cái xem nào. Dạ. 2 người La Phong, 3 người mặc bạch bào đều đi xuống một kho ngầm vô cùng rộng. Lão giả mặc bạch bào dẫn đầu khẽ hành lễ với La Phong. Điện hạ, ngươi xem đây. Nói rồi từ xa chỉ vào phía trước. Nhất thời một chiếc phi thuyền hình tam giác huyết sắc chợt xuất hiện trên mặt sàn kho ngầm. Phi thuyền ẩn chứa khí tức sắc bén làm cả không gian chung quanh cũng thoáng hơi chấn động. Hả? La Phong sáng mắt lên, dán mắt vào chiếc phi thuyền. Vẫn mặc tinh hào, là một chiếc phi thuyền khổng lồ đường kính ước 800 thước. Ở 3 góc của chiếc phi thuyền hình tam giác này vô cùng sắc bén. Trên cả thân tàu có những hoa văn kỳ bí,
mắt thường cũng không thể thấy rõ, hoàn toàn phù hợp với thân cả phi thuyền. Những hoa văn kỳ bí ấy tự nhiên cũng làm cho thân tàu vẫn mặc tinh hào có khí tức sắc bén đáng sợ. Không hề nghi vấn, một chiếc phi thuyền vũ trụ như vậy một khi gia tốc, cho dù cả đám thiên thạch trước mặt nó cũng yếu ớt như một miếng đậu phụ, trực tiếp bị cắt đứt, thậm chí không ảnh hưởng lớn tới tốc độ của nó. La Phong điện hạ, chiếc phi thuyền đó toàn thân do kim loại cấp F9 xích hỗn đồng mẫu cấu thành, được phụ trợ bởi những hoa văn quy luật do các đại sư công ty vũ trụ giả định ta chế tạo hoàn thiện, nên phòng ngự nó đã đạt tới một trình độ kinh người. Cho dù là bất hủ thần linh cấp phong vương muốn phá vỡ chiếc phi thuyền này cũng vô cùng khó khăn. Lão giả mặc bạch bào chỉ vào chiếc phi thuyền cười nói, một chiếc phi thuyền như vậy chỉ cần dung hợp thêm một sinh mạng kim loại bất hủ thì tuyệt đối xứng với một bất hủ cấp phong vương rồi. La Phong hai mắt lóe sáng, vẫn mặc tinh hào, khôi phục lại vẫn mặc tinh hào, sau này sẽ làm bạn với mình thật lâu. La Phong, mau mau đi vào, mau mau đi vào. Ba ba tháp thúc giục. La Phong được lão giả mặc bạch bào dẫn đường, biết rõ sự lợi hại của vẫn mặc tinh hào sau khi cải tạo. Bản thân thân phi thuyền cũng tăng mức phòng ngự lên. Hơn nữa cũng cải tạo cả vòng năng lượng bọc ngoài, làm chỉnh thể phòng ngự cao hơn 40% so với lúc trước. Trên màn hình trong phòng điều khiển, xuất hiện ảnh chân dung của ba ba tháp. Ba ba tháp hưng phấn nói, phi thuyền gia tốc, rẽ, lực bắn ra trong nháy mắt cũng đề cao gần 80%. Tốc độ phi hành cao nhất đạt tới mức kinh người là 50 lần tốc độ ánh sáng. Khoa học kỹ thuật của công ty vũ trụ giả định thật sự quá cường đại. Từ mức độ nhất định, công ty vũ trụ giả định đã khai thác tiềm năng của vẫn mặc tinh hào đến cực hạn. Muốn một lần nữa đề cao vẫn mặc tinh hào, phương pháp tốt nhất là cho một sinh mạng kim loại cấp bất hủ dung hợp vào chiếc phi thuyền này, làm vẫn mặc tinh hào có đặc tính sinh mạng. Nhiều năm như vậy rồi, ta rốt cục cũng có thể khống chế được vẫn mặc tinh hào rồi. Ba ba tháp trên màn hình vô cùng hưng phấn kích động, đột nhiên hắn hơi trầm mặc đau thương xuống. Nhưng chủ nhân, La Phong. Ba ba tháp nhìn La Phong, mắt lóe sáng. Ngươi tương lại nhất định phải báo thù cho chủ nhân. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Nhất định. Ba ba tháp nhìn La Phong, hồi ức lại lúc còn trên địa cầu năm đó, có một thanh niên phát hiện vẫn mặc tinh hào, rồi vô cùng cẩn thận lặng lẽ tiến vào vẫn mặc tinh hào. Lúc đó hắn vẫn có ý nghĩ vì không có lựa chọn tốt hơn, nên mới phải để La Phong nhận truyền thừa của Hô Diên Bác, trở thành đệ tử duy nhất của Hô Diên Bác còn sống. Ngay lúc đó, Ba Ba Tháp thậm chí còn cấm La Phong không cho hỏi về cừu nhân của Hô Diên Bác. Vì Ba Ba Tháp thậm chí còn chưa từng dám nghĩ có một ngày La Phong có thể báo thù cho Hô Diên Bác. Nhưng bây giờ, Ba Ba Tháp thấy được hy vọng. Tam đại phân thân thiên phú tới nghịch thiên, ý chí kinh người, bối cảnh cường thế, được công ty vũ trụ giả định chăm chú bồi dưỡng. La Phong, hắn tương lai tuyệt đối có hy vọng sẽ trở thành bất hủ thần linh cấp phong vương. Đến lúc đó, hắn có thể giết chết được tên khốn khiếp đó rồi. Ba ba tháp lặng lẽ chờ đợi. La Phong vẫn không ngừng quan sát chiếc phi thuyền. Vẫn mặc tinh hào, tựa như một căn phòng bí mật của ngân hàng tinh hào vũ trụ, cũng có thể ngăn cách một vài thăm dò loại như niệm lực. Với nhiều hệ thống tính năng của vẫn mặc tinh hào, trừ phi là thần linh bất hủ có thể cưỡng ép đưa thần lực thẩm thấu đi, nếu không dưới bất hủ, căn bản không thể thẩm thấu vào, tiến hành công kích linh hồn. Tiến vào chiếc phi thuyền, thật là an toàn. La Phong thầm nghĩ, tương lai trở thành thần linh bất hủ, phân thân ma sát tộc không có sợ công kích linh hồn, vẫn mặc tinh hào có phòng ngự vật chất rất mạnh, hai thứ kết hợp, cũng là một tổ hợp chủ bài. Việc vui tiếp theo một niềm vui, khi La Phong có đồng đội rất lớn cho tương lai mình khi mạo hiểm sinh tử, thì lệnh bổ nhiệm chính thức của công ty vũ trụ giả định rốt cục cũng đã tới. Vũ trụ giả định Vũ Tương Sơn khu Nguyên Thủy, bên trong trang viện La Phong, trong thư phòng. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn thông báo chính thức trên màn hình laptop, đó là lệnh bổ nhiệm do công ty vũ trụ giả định phát tới. La Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi là đặc sứ giám sát của công ty vũ trụ giả định trú tại phân bộ Càn Vu. Ngươi có một loạt các đặc quyền giám thị và điều tra vũ bộ, thương bộ, quân bộ. Ba ba tháp trên vai hò hét. Ha ha, La Phong, từ giờ trở đi, ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu e rằng phải sợ hãi ngươi rồi. La Phong lặng lẽ nhìn nội dung bổ nhiệm. Lệnh bổ nhiệm rất đơn giản. Lệnh bổ nhiệm này cũng là một khảo nghiệm khi ở cấp vực chủ. Chỉ cần công việc giám sát này, thì khi La Phong đạt tới giới chủ, sẽ được giải nhiệm, được tặng 10 vạn điểm tích lũy. Trong lúc ra ngoài, công ty vũ trụ giả định ta sẽ thỉnh thoảng đưa ra một vài nhiệm vụ đặc biệt cho ngươi chấp hành. Mỗi hạng công việc đều có điểm tích lũy thưởng. Đây là những lời trên tin nhắn. Những thiên tài cấp vũ trụ có thể chấp hành nhiệm vụ tu luyện, còn thiên tài cấp vực chủ thì chấp hành các hạng công tác. Cấp giới chủ thì làm các loại mạo hiểm sinh tử, đây đều sẽ mang đến điểm tích lũy. Lệnh bổ nhiệm này đồng thời được thông báo cho phân bộ Càn Vu. La Phong mắt tỏa sáng. Bây giờ nên là lúc ta đi nhậm chức, là lúc nên đi gặp ba đại cự đầu rồi. Do đã có lệnh bổ nhiệm, thân phận La Phong tự nhiên khác hẳn. Sau khi được chính thức bổ nhiệm, trong vũ trụ giả định, ta có thể trực tiếp từ trang viện của ta truyền tống tới phân bộ Càn Vu. La Phong nhìn tin nhắn trên màn hình, phần phục lục, kể lại những nội dung vụn vặt.
cũng ghi nhớ một vài quy tắc phải chú ý, rồi hài lòng gật đầu. Đi tới phân bộ Càn Vu, La Phong động tâm ý. Đã biến mất khỏi bàn viết, truyền tống tới phân bộ Càn Vu trong vũ trụ giả định. Trong vũ trụ giả định, có một chủ vị diện không gian. Trong vị diện không gian này có những đại lục. Mỗi một đại lục đều đại biểu cho một quốc gia vũ trụ. Chung quanh đại lục còn có những hòn đảo dày đặc. Những đảo này hoặc là đại biểu cho quốc gia vũ trụ văn minh trung cấp, hoặc là đại biểu cho một vài địa điểm đặc thù. Giống như đảo Hắc Long Sơn dưới trướng Càn Vu đại lục. Mọi cư dân Hắc Long Sơn đế quốc khi tiến vào mạng vũ trụ giả định thì bình thường đều ở nơi này. Tử Tinh đảo dưới trướng Càn Vu đại lục. Đây là một đảo vô cùng mỹ lệ, toàn bộ do thủy tinh màu tím cấu thành. Diện tích cả đảo cho dù phải so với đảo Hắc Long Sơn cũng chẳng hề thua kém chút nào. Trên đảo có những cung điện cấu thành bằng tử tinh, chập trùng liên miên, những tòa cung điện cao vút, hùng vĩ, cũng có phân chia rõ ràng. Còn cung điện bằng tử tinh ở trung ương cao phải trên vạn km là một tòa chói mắt nhất. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tòa cung điện bao giờ tử tinh sừng sững phản xạ ra đủ loại sắc thái rực rỡ tươi đẹp. Tử Tinh đảo, dù cho là cơ quan công ty vũ trụ giả định phân bộ Càn Vu, vì trong vũ trụ thật đã quá rộng lớn, nên địa điểm văn phòng tự nhiên cũng thiết lập trong vũ trụ giả định. Tất cả đều rất bình thường, bây giờ tổng bộ đột nhiên cử một đặc sứ giám sát tới. Tên La Phong này cũng quá đáng, chẳng biết sốt ruột đột phá tới cấp vực chủ làm cái gì nữa. Trong cung điện cao vút, quanh một cái bàn tròn cực lớn phải vượt qua cả cây số, bên cạnh bàn tròn có ba cái vương tọa cao lớn. Lúc này trên mỗi vương tọa đều có một người DAGN ngồi. Người vừa nói chuyện chính là người vượn có lông tơ trên mặt, hắn mặc tử bào hoa lệ, đang nhíu mày nói. Tử bào chung quanh hắn tràn ngập những tia điện quang màu tím. Người bất sảng thì ăn thua gì? Cho dù La Phong tạm thời không đột phá tới cấp vực chủ, thì mấy ngàn năm hắn cũng sẽ tiến vào cấp vực chủ. Quê nhà hắn lại là Càn Vu Vũ Trụ Quốc, đến lúc đó vẫn sẽ lấy thân phận đặc sứ giám sát mà tới phân bộ Càn Vu chúng ta. Một nam tử có mái tóc dài vàng óng vô cùng chói mắt. Trên đỉnh đầu còn có ba lông vũ kim sắc. Dung mạo nam tử tuấn mỹ tà dị nói vẻ khinh thường. Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu. Thanh âm ôn nhu vang lên, đó là một thiếu nữ, toàn thân che trong một tầng hắc sa, đang đi chân trần, ánh mắt nàng thoáng tựa như làm cho cả thời gian không gian chung quanh thay đổi. Bổ nhiệm đã có, La Phong chẳng mấy chốc đã tới nhận nhiệm sở. Lúc này, những người ở đây vẫn tranh cãi không hề muốn dừng lại. Người vượn Tử Điện Hầu, nam tử tà dị Kim Vũ Hầu đều nhìn qua. Thân phận La Phong là đặc sứ giám sát, có quyền điều tra xem chúng ta khi tại chức có làm việc theo quy củ thôi, chỉ e rằng hắn sẽ tra ra chứng cứ bất lợi với chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen nói nhẹ giọng. Tử Điện Hầu phụ trách, chịu trách nhiệm thương bộ, giao dịch nội bộ ở thương bộ vô cùng loạn thất bát tao. Cho dù làm tốt đến mấy, rất nhiều chứng cứ đã bị tiêu hủy, nhưng nếu chăm chú điều tra. Ha ha, hầu tử, ngươi cho dù không bị giam vào lao ngục tinh vực, thì cũng phải đi tới chiến trường ngoài tinh vực lấy công trục tội. Nam tử tà dị cười hắc hắc nói. Vũ bộ ngươi chắc sạch sẽ. Người vượn lạnh lẽo nhìn nam tử tà dị. Xét ra tốt hơn thương bộ của ngươi. Nam tử tà dị nhướng mày một cái. Tốt lắm. Thiếu nữ đeo sa đen nhíu mày, nhẹ giọng quát. Nhất thời hai người đều nhìn về phía thiếu nữ đeo sa đen. Thiếu nữ đeo sa đen thoáng hơi tức giận. Có một số việc không thể tránh khỏi vi phạm quy định. Chỉ cần kia đặc sứ giám sát thật sự muốn tra, chỉ cần đủ thời gian, tuyệt đối sẽ tra ra một vài vấn đề. Cho dù vấn đề không nghiêm trọng, thì việc cách chức chúng ta cũng không thành vấn đề gì. Nam tử tà dị tóc vàng như người vượn gật đầu thừa nhận. Bất luận như thế nào, cũng phải giữ chức vị. Người vượn thấp giọng thì thào. Ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu có thân phận hiển hách như thế nào chứ? Họ trưởng khống quyền lực cực lớn. Mạnh hơn cả những bất hủ cấp phong hầu bình thường. Trong số vũ bộ, thương bộ, quân bộ, kỳ thật khó tra nhất chính là quân bộ. Vì quân bộ thật sự quá khổng lồ, hơn nữa lại cùng kết hợp quản lý quân đội vũ trụ với Càn Vu vũ trụ quốc. Nếu đặc sứ giám sát muốn tra ra việc của quân bộ, cần thông qua lãnh đạo Càn Vu vũ trụ quốc, vô cùng phức tạp. Muốn tra vũ bộ và thương bộ thì dễ dàng hơn. Đầu tiên, La Phong không phải đứa ngốc. Hắn mà muốn chuyên tâm điều tra, sẽ bức chúng ta đối lập với hắn. Thiếu nữ đeo sa đen nhẹ giọng nói. Việc này không có một chút chỗ tốt nào với hắn cả. Dám làm như vậy, ta trực tiếp âm thầm hại chết hắn luôn. Nam tử tà dị tóc vàng lạnh lùng nói. Âm thầm hại chết à? Người vượn cười khẩy nói. Kim Vũ Hầu, ngươi cho là sư phụ Chân Diễn Vương là kẻ ngu sao? Chân Diễn Vương là tồn tại sau thánh chủ của viên nhân tộc chúng ta, hơn nữa nổi danh về bá đạo, bảo vệ cho đệ tử. Nếu ngươi dám âm thầm giết chết hắn thật, trừ phi ngươi làm cẩn thận không một chút dấu vết, đến cả ký ức trong đầu ngươi cũng tự mình gạt bỏ hết, không cho Chân Diễn Vương tra ra, nếu không, ngươi chết chắc. Nam tử tà dị tóc vàng nheo mắt. Chân Diễn Vương. Bóp chết hắn, thật như bóp chết một con kiến. Thanh tỉnh một chút đi. La Phong lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã tiến lên nguyên thủy bí cảnh.
Loại thiên tài này, khẳng định là tầng cao nhất tổng bộ cũng chú ý tới. Thiếu nữ đeo sa đen lạnh giọng nói. Hơn nữa sau lưng hắn còn có kia chân diễn vương. Chúng ta cho dù phải động thủ, cũng nhiều nhất là giáo huấn hắn một chút, cho hắn chịu khổ một chút, tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Như vậy, thật sự đi vào tuyệt lộ đó. Người vượn và nam tử tà dị tóc vàng gật đầu. Chúng ta không có biện pháp gì khác. Thiếu nữ đeo sa đen từ xa chỉ vào hư không. Giữa hư không xuất hiện một màn hình, trên màn hình có kế hoạch phương án tỉ mỉ. Đây là phương án mà ta đưa ra để ứng phó, các ngươi nhìn xem. Hai người cùng nhìn. Xem xong, hai người liếc mắt nhìn nhau. Hy vọng La Phong là một người thông minh. Làm như vậy, hắn khi đảm nhiệm chức đặc sứ giám sát vẫn có thể uy phong bát diện, vô cùng thống khoái. Chúng ta ba cũng không có phiền não gì. Nếu không, mọi người chỉ có thể cùng nhau chịu khổ thôi. Nam tử tà dị tóc vàng hừ nhẹ một tiếng. Một lát sau, tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên trong sảnh. Ba đại cự đầu đứng bật dậy. Hắn tới rồi. Thiếu nữ đeo sa đen nhẹ giọng nói. Đi, chúng ta phải nghênh đón vô cùng nhiệt tình đặc sứ đại nhân. Đúng, vô cùng nhiệt tình. Người vượn gật đầu. Nhiệt tình cực độ. Nam tử tà dị tóc vàng cũng cố ý lộ ra vẻ tươi cười mà hắn cho là hữu hảo. Tử tinh đảo, trên bãi đá ngầm tử tinh phía cực đông. Một vầng ánh sáng rực rỡ tươi đẹp phóng lên cao, La Phong đã xuất hiện trên mảng đá ngầm tím. Đây là địa điểm văn phòng của phân bộ Cần Vu tại vũ trụ giả định à. La Phong được luồng ánh sáng từ tử tinh đảo chiếu xuống, mắt lóe ra, hơi hoa cả mắt. Cả hòn đảo, quả thực là một tác phẩm nghệ thuật siêu khổng lồ. Ánh mặt trời chiếu xuống những tòa cung điện tử tinh đẹp tới mức làm người ta run lên. La Phong bay thẳng lên, bay về phía trung ương tử tinh đảo. Vì tử tinh đảo thật sự quá khổng lồ, đủ để sánh ngang với đảo Hắc Long Sơn. Hả? Phi hành ước chừng 10 vạn km, La Phong đã thấy những bóng người dày đặc đứng trên quảng trường tử tinh khổng lồ, liếc mắt quét qua, quả thực nhìn không tới cuối. Ở phía trước đám người dày đặc nổi lên ba đạo nhân ảnh. Một người vượn mặc tử bào hoa lệ, có vẻ rất thanh nhã. Hắn đang mỉm cười, quanh thân thể dập dờn những tia chớp màu tím. Một nam tử tóc dài vàng rực vô cùng rực rỡ, vẻ tươi cười vô cùng chói mắt, cả người như một mặt trời làm cho người ta cảm giác thấy rất ấm áp. Thiếu nữ đi chân trần chỉ khoác sa y màu đen, vô tình tỏa ra sức dụ hoặc. Dù La Phong cũng cảm thấy rõ ràng đó là dụ hoặc, cũng cảm thấy tâm tình rất tốt. Hoan nghênh đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh. Thiếu nữ đeo sa đen cười nói. Những bóng người dày đặc liếc mắt nhìn không tới cuối, cùng lúc nằm mọt xuống, cùng cung kính hô. Bái kiến La Phong điện hạ. Bái kiến La Phong điện hạ. Mấy trăm thần linh bất hủ cùng khom người. La Phong, hoan nghênh ngươi gia nhập vào phân bộ Cần Vu chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen cười khẽ nói. La Phong, ta đã nghe đại danh của ngươi từ lâu rồi. Một thời gian ngắn như vậy mà đã có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh, rõ là làm cho ta phải bội phục, thật sự là bội phục. Nam tử tóc vàng với nụ cười chói lọi, cả người có vẻ rất thân thiết, ấm áp như ánh mặt trời, không tà dị chút nào. Ha ha, La Phong, ta là quan diễm tộc trong viên nhân tộc quần. Sư phụ ngươi Chân Diễn Vương là tồn tại vĩ đại nhất của tạp hỗn tư tộc. Ta từ bé đã khâm phục Chân Diễn Vương tiền bối, luôn lấy hắn làm mục tiêu phấn đấu. Hôm nay có thể thấy đệ tử của Chân Diễn Vương, quả là hân hạnh. Ha ha. Người vượn đó tỏ ra nhiệt tình vô cùng. La Phong đứng đó, nhìn ba đại cự đầu nhiệt tình nghênh đón. Mấy trăm thần linh bất hủ cung kính hành lễ, vô số người đang nằm mọp, hơi lờ mờ khó hiểu. Việc này, việc này, việc này. Lần nghênh đón của phân bộ Cần Vu quả là quá mức long trọng. Hơn nữa ba đại cự đầu ai ai cũng đều là bất hủ cấp phong hầu, nói về địa vị không thua gì mình chút nào, lại nhiệt tình như vậy sao? La Phong. Thiếu nữ đeo sa đen đi tới, mỉm cười. Ta xin giới thiệu một chút. Ta biết ba vị. La Phong mở lời nói thẳng, nhìn về phía thiếu nữ đeo sa đen. Ngươi hẳn là bộ trưởng nắm giữ quân bộ Hắc Yên Hầu Vi Triệt. Thiếu nữ đeo sa đen mỉm cười gật đầu. Ngươi hẳn là bộ trưởng nắm giữ vũ bộ Kim Vũ Hầu Ai Phất. La Phong nhìn về phía nam tử tóc vàng như ánh mặt trời, nam tử tóc vàng mỉm cười gật đầu. Ngươi hẳn là bộ trưởng nắm giữ thương bộ Tử Điện Hầu Trấn Tiềm. La Phong nhìn về phía người vượn. Người vượn ha ha cười lớn vội gật đầu. Xem ra La Phong tiên sinh đã hiểu rõ ba người chúng ta. Không tới nơi đã biết rõ không ít, với năng lực tìm hiểu này của La Phong, công việc đặc sứ giám sát khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng. Còn phải nhờ ba vị giúp đỡ nhiều. La Phong mỉm cười nói. Đương nhiên rồi. Nhất định. Hẳn là như vậy. Ba đại cự đầu đều mỉm cười gật đầu. La Phong, ta giới thiệu cho ngươi nhé. Thiếu nữ đeo sa đen mỉm cười chỉ vào những bóng người dày đặc phía sau và các thần linh bất hủ cung kính hành lễ. Phân bộ Cần Vu chúng ta vì cần trưởng quản hơn một vạn tinh vực, hàng ức tinh hệ trong Cần Vu vũ trụ quốc. Do đó ngoại trừ ba bộ trưởng chúng ta ra, phân bộ còn có 322 thần linh bất hủ khác.
còn có rất nhiều nhân viên phụ trách các tinh vực, tinh hệ trọng yếu, cộng lại ước 8.2 ức, toàn bộ đều có ở đây cả. La Phong nín thở. Nhìn đám người nằm mọp trước mắt, dày đặc tới mức liếc mắt nhìn không tới cuối. Nguyên lai là chừng 8.2 ức người, chẳng trách đến cả thị lực của mình cũng không thể thấy rõ. Hả? La Phong quét mục quang qua 322 vị thần linh bất hủ, đột nhiên thấy một lão giả có màu xanh lá da, trên đầu đầy nếp nhăn, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mạn Lạc. Lão giả này chính là người năm đó La Phong thường xuyên thấy xuất hiện ở sát lục tràng trên đảo Hắc Long Sơn. La Phong. Mạn Lạc thấy La Phong nhìn qua, là một thần linh bất hủ, trí nhớ của hắn đương nhiên cực tốt, cũng nở nụ cười ra hiệu vẻ hữu hảo. La Phong cũng cười khẽ gật đầu. Năm đó đại nhân vật thong dong tại sát lục tràng Mạn Lạc, bây giờ lại trở thành thuộc hạ của mình, La Phong cũng cảm giác thấy việc này rất huyền diệu. Hắc Yên Hầu. La Phong nhìn về phía ba đại cự đầu bên cạnh, nói nhỏ. Mọi người không cần phải luôn quỳ như vậy, cho tất cả mọi người đi đi. La Phong ngươi thật là từ tâm nhân ái. Kim Vũ Hầu Ai Phất mỉm cười nói. La Phong thầm run lên. Hành vi của mình mà gọi là từ tâm nhân ái sao? Bộ trưởng Vũ Bộ Kim Vũ Hầu Ai Phất nhiệt tình tới mức làm La Phong hơi khó chịu. Thiếu nữ đeo sa đen mở lời hạ lệnh. Giải tán đi. Thanh âm ôn nhu nhưng vẫn vang vọng không ngừng cả bầu trời Tử Tinh Đảo. Dạ. Hơn 8.2 ức người phụ trách các lĩnh vực ở các tinh vực, tinh hệ cung kính hành lễ, rồi lập tức hóa thành những luồng lưu quang rất có hệ thống, bay về phía Tử Tinh Đảo. Chư vị bất hủ, các vị theo ba người chúng ta đưa đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh đi thăm thú Tử Tinh Đảo, xem những hoạt động của phân bộ Càn Vu chúng ta. Thiếu nữ đeo sa đen hạ lệnh. Dạ. Kể cả Mạn Lạc, 212 thần linh bất hủ đều khẽ khom người. Mạn Lạc và 212 thần linh bất hủ đi theo sau đám La Phong, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, Tử Điện Hầu. Một khi liên quan đến các sự tình ngành của mình, các thần linh bất hủ lần lượt đi tới giải thích. Năm đó tiểu gia hỏa tham gia thiên tài chiến, theo đại ca và nhị ca hắn lần đầu tiên xuất hiện ở sát lục tràng, hắn non nớt biết bao nhiêu. Cho dù là khi tham gia thiên tài chiến, vẫn không tỏ ra là người quá mạnh. Không ngờ đảo mắt mới qua 200 năm, lại thành cự đầu thứ tư phân bộ Càn Vu. Mạn Lạc nhìn La Phong, trong lòng than thở. Ba người Tử Điện Hầu khẳng định ai ai cũng phải nhiệt tình vô cùng, cố làm cho La Phong cảm thấy vui vẻ, nếu không La Phong mà trở mặt. Ba người họ không được sống những ngày tốt lành. Mạn Lạc. Người vượn Tử Điện Hầu quát khẽ một tiếng. Bộ trưởng. Mạn Lạc vội đi ra phía trước, khẽ hành lễ. Thương bộ Hắc Long Sơn tinh vực là ngành dưới trướng ngươi. Tử Điện Hầu chấn tiềm nhìn thoáng qua Mạn Lạc. Quê nhà La Phong là Hắc Long Sơn tinh vực, cũng muốn hiểu rõ thêm về Hắc Long Sơn tinh vực, ngươi nói rõ ràng hơn đi. Dạ. Mạn Lạc khẽ khom người. Mạn Lạc tiên sinh, lâu rồi không gặp. La Phong quay đầu cười nhìn Mạn Lạc. Đúng là lâu rồi không gặp, vừa thấy điện hạ quả là Mạn Lạc cũng rất giật mình. Mạn Lạc cười cảm khái nói. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. La Phong gật đầu. Trong cung điện chính ở Tử Tinh Đảo, La Phong được ba đại cự đầu Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu cùng đi theo, trên 300 thần linh bất hủ cũng đi theo sau. Vừa đi bách bộ với những ngành trọng yếu ở phân bộ Càn Vu, La Phong cũng tùy thời tiến hành một vài câu hỏi đơn giản, muốn hiểu rõ ràng về những hoạt động ở phân bộ Càn Vu. Phòng nghỉ ngơi trong cung điện. Bốn người Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu, La Phong đang tụ tập cùng nhau. Các thần linh bất hủ khác đều đã lui ra. Không nhìn không biết, vừa nhìn cảnh này, thế lực của công ty vũ trụ giả định rải rác khắp nơi, rõ là làm cho người ta phải giật mình. La Phong cầm lấy một trái cây vô cùng quý giá được bày trước mặt, vừa cắn vừa nói. Dân sinh, kinh tế cả Càn Vu vũ trụ quốc vân vân cơ hồ đều cho công ty vũ trụ giả định hoàn toàn nắm cả. Đương nhiên là như vậy. Người vượn Tử Điện Hầu cười nói. Trong ngũ đại thế lực của nhân loại vũ trụ, liên minh dòng binh vũ trụ rất trọng thị về cao thủ. Ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, chủ yếu là ngân hàng làm các nghiệp vụ, cũng có bộ phận đầu tư. Vũ trường cự phủ cũng trọng thị cao thủ, chỉ có công ty vũ trụ giả định ta là khống chế mạch máu kinh tế toàn nhân loại. 1088 kinh tế quốc gia vũ trụ hoàn toàn được công ty vũ trụ giả định ta khống chế. La Phong cảm khái. Công ty vũ trụ giả định đích xác rất ghê gớm. Nhìn như trong vũ trụ có rất nhiều xí nghiệp cỡ lớn, các thế lực buôn bán vân vân. Nhưng ngọn nguồn của tất cả thì toàn bộ đã bị công ty vũ trụ giả định khống chế. Tỉ như những công ty chế tạo trò chơi giả định. Tất cả các trò chơi giả định đều yêu cầu có một vị diện không gian giả định. Như vậy ở đó đều phải yêu cầu thuê của công ty vũ trụ giả định, như sát lục tràng lại càng bị lũng đoạn. Cho dù là vũ trường cự phủ muốn làm truyền hình trực tiếp trong mạng vũ trụ giả định, cũng cần phân cấp cho công ty vũ trụ giả định. Tóm lại, nhân loại không thoát ly ra khỏi mạng vũ trụ giả định. Do đó, công ty vũ trụ giả định cũng khống chế mạch máu kinh tế toàn nhân loại, thậm chí đến cả quân đội vũ trụ. Cũng chia đôi với vũ trường cự phủ, khống chế quân đội vũ trụ ở các quốc gia vũ trụ. Bất kỳ quốc gia nào, gia tộc nào, tổ chức nào, chỉ cần muốn phát triển,
đều phải hợp tác với công ty vũ trụ giả định chúng ta. Trong mắt người vượng tử điện hầu có vẻ rất tự tin. Đến cả bốn thế lực lớn khác đều phải hợp tác với chúng ta, chứ đừng nói những quốc gia, gia tộc ấy. Nói về buôn bán kinh tế, công ty vũ trụ giả định chúng ta lũng đoạn tuyệt đối. Không chế lũng đoạn, bảo vật vô số, cường giả như mây, do đó công ty vũ trụ giả định chúng ta hàng năm cũng thu nạp được nhiều vũ giả thiên tài nhất trong số ngũ đại thế lực. Kim Vũ Hầu cũng tự tin nói. Tại Càn Vu vũ trụ quốc, phân bộ Càn Vu chúng ta khống chế được hơn một nửa. Loại khống chế tuyệt đối này là rất bình thường, còn lại một nửa quy cho Càn Vu quốc chủ. Thiếu nữ đeo sa đen cũng nói nhẹ giọng. Ba đại cự đầu, trong giọng nói có vẻ tự tin tuyệt đối. La Phong không khỏi giật mình, chính thức cảm giác được uy hiếp của công ty vũ trụ giả định. Loại khống chế này chẳng trách các thiên tài, các quốc chủ đều ước đưa Tây Ban Nha những thiên tài trong quốc gia vũ trụ vào đó. Bây giờ xem ra, Càn Vu quốc chủ rất có thể là một thành viên của công ty vũ trụ giả định. La Phong, ngươi chừng nào thì tới Càn Vu vũ trụ quốc? Thiếu nữ đeo sa đen cười nói. Đúng, khi nào thì tới? Nam tử tóc vàng, người vượng cũng chờ mong nhìn La Phong. Ta đã tới khung ngọc tinh rồi. La Phong nói. Cái gì? Ba đại cự đầu cả kinh. Nguyên thủy bí cảnh cách Càn Vu vũ trụ quốc rất xa, đáp phi thuyền vũ trụ, cho dù là phi thuyền vũ trụ cực kỳ lợi hại, cũng phải 1-2 năm. Đã tới khung ngọc tinh, cũng không để nói với chúng ta một tiếng. Người vượng tử điện hầu mặt tươi cười rạng rỡ. Vậy là ngươi không đúng rồi. Ngươi là đặc sứ giám sát do tổng bộ phái tới, là đại biểu cho tổng bộ. Sao có thể không kèn không chống đi lại Càn Vu vũ trụ quốc như vậy chứ? Kim Vũ Hầu, Hắc Nhất Hầu, chúng ta hẳn phải dựa theo quy củ thông lệ, chuẩn bị cho La Phong một bữa yến chào mừng đi. Đúng. Thiếu nữ đeo sa đen gật đầu. Đương nhiên phải chuẩn bị một bữa yến chào mừng, hơn nữa còn phải rất long trọng. Chúng ta có thể thông qua trận này bữa yến chào mừng tuyên cáo với cả thượng tầng Càn Vu vũ trụ quốc, La Phong đặc sứ giám sát phân bộ Càn. Kim Vũ Hầu nói ngay. Việc này giao cho ta. Người vượng tử điện hầu nói. Thương bộ các ngươi chịu trách nhiệm việc này, khẳng định không thành vấn đề. Kim Vũ Hầu liền nói. Nhưng phải nêu cao thân phận của La Phong. Hắn là thành viên nguyên thủy bí cảnh, là đặc sứ giám sát tổng bộ phải tới. Quy cách yến hội cũng phải cao, đừng để những tiểu gia tộc chó má ấy lai chạy tới tham gia náo nhiệt. La Phong giờ khóc giờ cười. Ba vị, không cần phải. La Phong vừa mở lời. Cái gì mà không cần phải, là rất cần đó. Người vượn liền nói. La Phong, đây không phải là thể diện của cá nhân ngươi, mà là thể diện của phân bộ Càn Vu chúng ta, là thể diện của cả tổng bộ công ty vũ trụ giả định bên kia. Cũng là thể diện của sư phụ ngươi Chân Diễn Vương. La Phong hoàn toàn không biết nói gì. Việc này giao cho chúng ta. Kim Vũ Hầu tự tin nói. Quy mô nhỏ một chút. Ta không thích quá mức náo nhiệt, bên trong khung ngọc tinh là đủ. La Phong vội nói quy mô nhỏ một chút, không thích náo nhiệt. Được, không thành vấn đề. Người vượng tử điện hầu là người của vũ trụ giả định, phân bộ Càn Vu, có địa vị rất lớn ở Càn Vu vũ trụ quốc. Vì phân bộ Càn Vu là đại biểu cho công ty vũ trụ giả định, đối với việc quản lý một vài việc ở Càn Vu vũ trụ quốc, mặc dù trên bên ngoài là do Càn Vu quốc chủ quản. Nhưng cho dù là Càn Vu quốc chủ, cũng phải nghe theo công ty vũ trụ giả định. Việc này tạo thành thông lệ. Các phân bộ ở 1008 quốc gia vũ trụ đều hấp dẫn rất nhiều bất hủ cấp phong hầu tranh cướp để đảm nhiệm chức bộ trưởng. Tam đại bộ trưởng, mỗi người đều có địa vị tôn sùng, mạnh hơn cả 300 vương hầu. Giấy mời của phân bộ Càn Vu. Tổng bộ cử đặc sứ giám sát gia nhập vào phân bộ Càn Vu. Chẳng trách ba cự đầu này cuống quýt như vậy. Yến hội do ba cự đầu tổ chức, chúng ta không thể không nể mặt. Khi những giấy mời được phát xuống, cả tầng cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc đều náo động. Ba cự đầu phân bộ Càn Vu gửi giấy mời. Ai dám không đi? Khung Ngọc Tinh, Thiên Mộ Thành, Ngân Tuyết Hầu Phủ. Tộc Tổ. Sư Phụ. Tám thần linh bất hủ cung kính hành lễ. Mấy trăm giới chủ, gần vạn người dày đặc toàn bộ nằm mọp. Đây là thế lực chính thức lãnh đạo của Ngân Tuyết Hầu Phủ. Cơ Lam Đăng vì quan hệ với con gái, cũng miễn cưỡng có thể được xếp trong gần vạn người này. Do đó hắn vẫn có thể nằm mọp trong đám người sau cùng. Còn tám đại thần linh bất hủ đều là những đồ đệ của Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng qua vô số năm qua đã đột phá trở thành thần linh bất hủ. Gia tộc Cơ Thị, một gia tộc có thể sinh ra bao nhiêu nhân tài? Nhân tài ở cả Tuyết Cương Tinh vực lại còn nhiều hơn nhiều. Vô số năm qua, Ngân Tuyết Hầu cũng bồi dưỡng ra được 15 thần linh bất hủ, trong phủ đệ này cũng chỉ tổng bộ có 8 người. Đứng lên đi. Thanh âm lạnh giá, như làm cả không gian xung quanh đông lại. 8 gã thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn người cung kính đứng lên. Phía trước đang có một nam tử đứng ngay ngắn, mặc trường bào màu trắng bạc, có tóc dài màu đen, trên tóc mai hơi lốm đốm bạc. Nam tử mặc ngân bào cho dù đứng đó, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như đang đối mặt với một thế giới băng tuyết vô cùng vô tận. Hắn là Ngân Tuyết Hầu. Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng, một trong 300 vương hầu Càn Vu vũ trụ quốc.
Ba cự đầu phân bộ Càn Vu tự mình phát giấy mời cho ta. Thanh âm Ngân Tuyết Hầu rất lạnh lùng. Lần này tổng bộ công ty vũ trụ giả định họ phái tới đặc sứ giám sát, nên cử hành bữa yến chào mừng. Phát giấy mời cho tất cả các gia tộc trọng yếu ở các quốc gia vũ trụ. Vì quy mô có hạn, lần này ta được đưa hai người đi. Phía dưới tám thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn lãnh đạo tinh anh gia tộc ai ai cũng ngẩng đầu. Loại yến hội tuyệt đối cho lãnh đạo này, những người được tham gia quả đều tuyệt đối phải là tầng lớp cao nhất Càn Vu vũ trụ quốc, đến cả Ngân Tuyết Hầu cũng chỉ có thể đưa hai người theo. Rất hiển nhiên, e rằng rất nhiều gia tộc thần linh bất hủ kém một chút cũng không có tư cách tới. Dự Hám, Phong Yên, hai người các ngươi theo ta. Ngân Tuyết Hầu nói vẻ lãnh đạm. Dạ. Trong đó, có một thần linh bất hủ, một nữ giới chủ trong tổng số hàng trăm giới chủ lộ vẻ vui mừng, vội cung kính đáp. Dự Náo là một đồ đệ hắn thích nhất, nhưng tiếc rằng trong 15 thần linh bất hủ dưới trướng hắn đều tuyệt không phải là có huyết thống gia tộc Cơ thị. Phong Yên, tên đầy đủ Cơ Phong Yên, cường giả giới chủ đỉnh cao, là một trong gần trăm giới chủ trong mắt Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng có hy vọng nhất đạt tới bất hủ. Đáng tiếc, Cơ thị ta ngoại trừ ta ra, không có thần linh bất hủ thứ hai nào cả. Ngân Tuyết Hầu trong lòng thầm than, xác suất sinh ra thần linh bất hủ thật sự quá thấp. Có lẽ phóng tầm mắt ra cả quốc gia vũ trụ cũng có thể sinh ra trên vạn thần linh bất hủ. Nhưng cực hạn của một gia tộc thì cho dù bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng qua cũng rất khó xuất hiện được hai thần linh bất hủ. Những người khác đều lui ra. Ngân Tuyết Hầu hạ lệnh. Dạ. Bảy thần linh bất hủ, mấy trăm giới chủ, gần vạn tinh anh gia tộc cung kính thối lui, chỉ còn lại có thần linh bất hủ Dự Náo và giới chủ Cơ Phong Yên ở lại. Việc ba cự đầu phân bộ Càn Vu tổ chức bữa yến chào mừng cho đặc sứ giám sát, chẳng mấy chốc đã truyền khắp cả lãnh đạo Càn Vu vũ trụ quốc. Song bữa yến chào mừng này lại có quy mô thật sự rất nhỏ, cũng rất khó khăn. Chỉ có 300 vương hầu cùng với một số cực nhỏ các gia tộc thần linh bất hủ cường đại vừa phải nhận được lời mời. Còn trên 9 phần các thần linh bất hủ không được mời, chứ đừng nói tới gia tộc những giới chủ. Bởi vậy có thể thấy được cấp độ cao như thế nào. Việc này làm rất nhiều thần linh bất hủ cảm thán. Bình thường muốn thấy mặt ba cự đầu cũng chưa từng có cơ hội. Không ngờ lần này quy mô bữa yến chào mừng lại nhỏ như vậy, chúng ta cũng không được giấy mời. Giấy mời của phân bộ Càn Vu cũng biểu tượng cho thân phận. Mỗi người nhận được giấy mời đều là những đại nhân vật thượng tầng của Càn Vu vũ trụ quốc. Khung Ngọc Tinh, Yến Sơn Trang Viên, Tĩnh Thất. Dây leo đang bò chật cả vách tường Tĩnh Thất đột nhiên chập chờn vì cửa khoang dinh dưỡng trong Tĩnh Thất tự động mở ra. Một thanh niên tóc ngắn trần trụi, tỷ lệ thân thể có thể so với thần thoại địa cầu, La Phong, từ trong dịch dinh dưỡng lạnh giá đứng lên. Ngoài thân tự động hiện lên chiến y nguyên lực, phía ngoài còn thay đổi thành một chiến khải màu trắng bạc. Ma Vân. La Phong cười vuốt ve dây mây. Ta ra ngoài trước, ngươi tiếp tục tiến hóa đi. Những cành lá của dây mây dài liên tục nhún nhảy nhịp nhàng, tựa như gật đầu. Cửa Tĩnh Thất tự động mở ra. La Phong mỉm cười đi ra ngoài. Bên ngoài một luồng hào quang lóe ra, rồi ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh, chính là Địch Luân. Điện hạ. Địch Luân mỉm cười nhìn La Phong. Chúc mừng điện hạ, đạt tới cấp vực chủ bậc 9. Chỉ là đạt tới cấp vực chủ bậc 9, còn chưa đạt tới bậc 9 đỉnh cao. La Phong cười nói. Nếu cho ta thêm hơn nửa tháng nữa, có thể đạt tới đỉnh cao rồi. Nhưng tối hôm nay đã là bữa yến chào mừng rồi, ta cũng không thể không tới. Điện hạ, ba cự đầu phân bộ Càn Vu thật ra rất nể mặt điện hạ. Ta nghe nói bữa yến chào mừng này do ba cự đầu cùng liên danh gửi giấy mời. Các vương hầu Càn Vu vũ trụ quốc, người nào dám không đến? Địch Luân cười khẽ nói. Nể mặt điện hạ là kiếm được chỗ tốt. Mọi người giúp lẫn nhau. La Phong cười. Họ làm như vậy cũng hy vọng ta hạ thủ lưu tình. Trong trứng cũng có thể có xương. Phân bộ Càn Vu đã quản lý cả rất nhiều việc trong các quốc gia vũ trụ, thương, vũ, quân có liên quan lớn tới như thế nào chứ? Muốn đảm bảo nó sạch sẽ, không có chút vấn đề gì, cho dù thật sự giữ gìn, mọi người cũng không thể làm được. Dù sao cũng chỉ có thể quản được mình, rất khó quản được thủ hạ. La Phong muốn tìm ra sự thật. Cho dù ba người đó sạch sẽ quang minh chính đại, nhưng La Phong vẫn có thể cho ba người đó rất đau đầu. Không biết chừng La Phong thông qua một vài quan hệ với sư huynh đệ mình, cùng với một vài bất hủ cấp phong hầu đặc biệt đang nhắm đến việc đảm nhiệm chức bộ trưởng phân bộ Càn Vu chủ động hỗ trợ, La Phong cũng có thể hùa theo lật đổ họ luôn. Huống chi, La Phong phỏng chừng ba nguồn ơn ấy cũng không sạch sẽ gì lắm. Nếu không hà tất phải nhiệt tình tới như vậy. Điện hạ, ngươi chuẩn bị làm như vậy à? Địch Luân nhìn La Phong. Nước quá trong ắt không có cá, ngươi thẳng quá chẳng ai chơi. La Phong nở nụ cười phun ra một câu, rồi đi ra ngoài. Địch Luân hơi giật mình. Nước quá trong ắt không có cá. Điện hạ không hổ là đệ tử mà sư tổ coi trọng. Địch Luân thầm nghĩ trong lòng cũng vội đi theo La Phong cùng nhau ly khai. La Phong dẫn cả hộ vệ quân nhanh chóng đi về phía nơi sắp cử hành bữa yến chào mừng, đồng thời La Phong cũng ra lệnh cho một giới chủ dưới trướng đi tới Bạc Thiêm gia tộc
dẫn đại ca mình Hồng tới. Một lát sau, phía đông thành Tương Thủy Thành, trên khoảng đất trống gần con đường trung tâm, chiếm diện tích đường kính gần ngàn km, trước đó một tháng là nơi các thành viên công ty vũ trụ giả định tụ tập. Nhưng trong vòng một tháng, khoảng đất trống cánh đồng nhanh chóng hoàn toàn bị phá bỏ và rời đi nơi khác, những thành viên phải rời đi tới một vài vị trí hơi xa một chút. Hơn nữa chỉ mất có 3 ngày, đã kiến tạo ra một tòa trang viện xa xỉ chiếm diện tích gần ngàn km, tên là La Thị Trang Viện. Bất kỳ ai sau khi nhậm chức đặc sứ giám sát, công ty vũ trụ giả định cũng sẽ hỗ trợ kiến tạo một chỗ ở, với tư cách là một trong tứ đại cự đầu phân bộ Càn Vu. Ở khu Ngọc Tinh vốn có hơi những trang viện cỡ lớn có thể sánh ngang với một tinh hệ, thì kiến tạo trang viện xa hoa với hơn 1.000 km cũng xem như phù hợp với thân phận của La Phong. Bọn người La Phong đã thấy tòa trang viện xa xỉ xa xa. Lão Tam, đây là trang viện mới của ngươi. Hồng nhìn La Thị Trang Viện xa xỉ xa xa, không kìm được khiếp sợ. Còn lớn hơn cả phủ đệ của gia tộc Bạc Thiêm. Điện hạ là đặc sứ giám sát phân bộ Càn Vu, địa vị ngang hàng với 3 vị bộ trưởng. Dựa theo quy cách phủ đệ, hẳn là phải sánh ngang với 300 vương hầu. Địch Luân đứng cạnh La Phong mỉm cười giải thích. Vì điện hạ mới chỉ là vực chủ, do đó kiến tạo trang viện mới hơi nhỏ hơn một chút so với Ngân Tuyết Hầu Phủ. La Phong mỉm cười. Đi, chúng ta đi vào. La Phong hạ lệnh. Vâng, điện hạ. Đám người đi theo. Đám người hầu trong La Thị Trang Viện cũng phải trăm vạn người, nhưng trong trang viện xa xỉ đường kính hơn 1.000 km, trăm vạn người hầu này chẳng hề nhiều nhận gì. Điện hạ, ta được Tử Điện Hầu phân phó, một mạch ở đây đợi điện hạ. Điện hạ, ta được Kim Vũ Hầu phân phó. Hắc Yên Hầu phân phó. Một nam giới chủ, hai nữ giới chủ đều đứng ở cửa chính trang viện, khi vừa thấy La Phong đều vô cùng hành lễ vẻ cung kính. Đồng thời lúc hành lễ, ba người cũng lặng lẽ thông báo việc này cho ba đại cự đầu. Ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cửa chính. La Phong. Thiếu nữ đeo sa đen hô. La Phong, ngươi phải thật tới ngày cuối cùng mới tới à? Người vượn Tử Điện Hầu không kìm được nói. Đây là trang viện của ngươi. Tử Điện Hầu đã xây trang viện này, bỏ ra không ít khí lực. Ngươi cũng nên đi thăm một chút chứ. Kim Vũ Hầu cũng nói ngay. La Phong mỉm cười nói. Cũng bận về việc tu luyện, do đó bây giờ mới tới được. Nguyên lai là tu luyện, bất luận như thế nào, tu luyện vẫn là quan trọng nhất. Người vượn Tử Điện Hầu gật đầu lia lịa. Kim Vũ Hầu, thiếu nữ đeo sa đen cũng cười phụ họa. Ba đại cự đầu này trong lòng đều rất chờ mong. Người này là thiên tài tuyệt thế, vậy nên toàn tâm mà đi tu luyện đi. Những công việc giám sát ấy cũng đừng có quan tâm gì nhiều. Dưới sự nghênh đón của ba đại cự đầu, La Phong tiến vào La Thị Trang Viện. La Thị Trang Viện xây dựng vẻn vẹn chỉ mất có 3 ngày. Còn chuẩn bị bữa yến chào mừng này ngược lại mất hơn 10 ngày, chủ yếu là một vài vật phẩm chân quý phải từ nơi khác trong vũ trụ vận chuyển tới. Ba cự đầu phân bộ Càn Vu muốn làm long trọng, cho La Phong rất có thể diện, tự nhiên phải tận tâm hết sức. Đồng thời, vì 300 vương hầu Càn Vu vũ trụ quốc cùng với một vài gia tộc thần linh bất hủ lợi hại khác, phần lớn cũng cách khu Ngọc Tinh khá là xa, do đó giấy mời cũng phải gửi sớm một tháng để những đại nhân vật ấy có thể tới đây kịp. Đảo mắt thì trời đã tối. Bên trong La Thị Trang Viện thoáng có chút ánh sáng lấp hắt ra. Bên ngoài trang viện căn bản không thể thấy rõ nội bộ rốt cuộc đang làm gì. Ngày này, những chiếc phi thuyền vũ trụ quý giá đang dừng trên bầu trời trước cửa chính La Thị Trang Viện, lập tức liên tiếp có những thần linh bất hủ từ cửa khoang đi xuống, ai nấy đều từ cửa chính đi vào. Sảnh chính yến hội sảnh. Đại ca, ngươi bây giờ cứ ở trong phòng nghỉ, ta ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Đợt lát nữa khi cần ngươi ra, ta sẽ thông báo cho ngươi. La Phong nói với Hồng. Hơn nữa còn thu xếp cho Hồng ở trong một phòng nghỉ loại nhỏ an tĩnh bên cạnh. La Phong. Nhanh nhanh tới đây, khách nhân sắp tới rồi. Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu đều nhìn về phía La Phong. Tới đây. La Phong vội cười đi qua, hai cú lắc mình đã từ sảnh chính yến hội sảnh tới một chỗ khác. Hôm nay chúng ta cũng dù sao mời những nhân vật chính thức trọng yếu, những nhân vật quyền thế ở Càn Vu vũ trụ quốc. Hơn nữa đã phát ra giấy mời, đương nhiên phải rất hữu lễ. Người vượn Tử Điện Hầu cười nói. Nhưng từ cửa chính trang viện tới yến hội sảnh còn có mấy trăm km nữa, họ cũng sẽ không bay gấp tới mà vừa trò chuyện nhau vừa đi tới, hẳn là còn một lát nữa mới đến. La Phong gật gật đầu. Tứ đại cự đầu phân bộ Càn Vu đều đứng ở hai bên sảnh chính yến hội sảnh, hướng mắt nhìn ra con đường xa xa. La Phong có thể rõ ràng cảm giác được những luồng quy luật khí tức cường đại dập dờn tản ra, hoặc là như ánh sáng chói mắt, hoặc là như sấm điện dữ dội, hoặc là như đại địa hùng hồn, hoặc là như ngọn lửa nóng rực cuồng mãnh. Quy luật tràn ngập, không gian xung quanh đều thoáng vặn vẹo chấn động. Rốt cục, cả đám nhân vật cường đại đã xuất hiện trong tầm nhìn xa xa. Chỉ thấy các nhân vật vĩ đại Càn Vu vũ trụ quốc, hoặc là chân trần mặc trường vào xám xõa tung tóc dài, hoặc là mặc trường bào cao quý hoa lệ, hoặc là mặc bất hủ chiến giáp phảng phất mùi máu tanh, hoặc là cưỡi những con mãnh thú bất hủ đã thu nhỏ hình thể lại,
hoặc là toàn thân được bọc kín trong áo choàng, chỉ lộ ra đôi mắt. Có người chiều cao chừng mấy chục thước, cũng có người lại không tới nửa thước. Có người trên mặt có lông, như những thú nhân. Có lại trụi lủi, như kim loại rèn da, không có lông gì. Tuyệt đại đa số những người này đều là thần linh bất hủ cấp phong hầu cường đại. Hai ba người thành nhóm, có người trò chuyện hòa thuận, cũng có vài người là cừu nhân, đi xa xa, nhưng cùng đi về phía sảnh chính yến hội sảnh. La Phong. Từ điện hầu truyền âm nhỏ giọng nói. Những người mời tham gia yến hội, ngoại trừ 300 vương hầu ra, còn có một vài bất hủ cấp phong hầu thần linh có thực lực, cùng với một vài nhân vật có bối cảnh, quyền thế kinh người. Cũng có mấy người có quan hệ tương đối gần với ngươi, như Bạc Thiêm Tạp ở gia tộc Bạc Thiêm, như thần chủ Hắc Long Sơn đế quốc, có lẽ không đủ tư cách, nhưng ta cũng mời. Đến đây thì cũng khép lại tập 197 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.